Kênh Hà Phong Bonsai xin mến chào với cô chú anh chị em đang xem kênh ạ. Hôm nay Hiếu có đi đến vườn kiểng nhà của Minh Khang, một địa điểm quen thuộc. Thì có review một số loại cây kiểng và có báo giá luôn ạ. Để em vô gặp Khang hôm nay về cái gì rồi báo giá cho cô chú chị ha. Rồi. Nhà của Khang là ở địa chỉ Nguyễn Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nghe cô chú anh chị. Rồi chào Khang ơi. Dạ em chào anh Hiếu, chào cô chú chị đang xem kênh Hà Phong Bonsai. Hôm nay em về cái gì em? Dạ hôm nay về có một số cây như sọp, linh sam, mai vàng cho cô chú anh chị mình chơi Tết, mỹ hồng, còn một số cây khác. Rồi số điện thoại Zalo em ơi. Dạ số điện thoại Zalo của con là 077 654 7672. Con cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ con trong clip trước. Vô vô cái số 1 là cái gì em? Dạ cái số 1 là cây mai vàng. Rồi cây mai Cây vàng này của chú ghép anh chị. cúc hương. Cây zin hay là cây có ghép vậy không em? Dạ cây này có ghép cúc hương anh. Rồi cây ghép cúc hương ha, Dạ. cây dặn khá là quái. Rồi cho Rồi. xin thông số em ơi. Dạ bác thông số cho chị mình. Hoành thân của nó vị trí này là 14. Rồi quanh 14 của chú anh chị ơi. Đo cái cũ của nó luôn. Hoành cũ của nó vị trí là 30. Rồi 30 cũ. Chiều cao của nó là 72. Tán ngang cũng 72 luôn. Giá cho luôn Khang ơi. Dạ cây mai này con giao lưu của chú anh chị mình giá 1 triệu 600 ngàn đồng con bao ship toàn quốc. Có ship chậu không em? Dạ không chậu này không ship anh Hiếu ơi, chậu xi măng ship nó bị nứt hư cây. Bó bầu cho cô chú anh chị dạ, ha. Bó bầu của chú anh chị mình. Cây dục Con thú bao khá giao lưu quá chú nha này. cô chú anh chị. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Dạ tiếp theo là mã số 2 là một phôi mai vàng. Cây có đế bài khá là đẹp anh cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành thân của nó vị trí này là 15. Rồi quanh 15 cô chú anh chị ơi. Chiều cao của nó là 28. Đường kính bầu của nó là 32. Cây đế bài rất là đẹp nha cô chú anh chị. Giá cho luôn nha em. Dạ, cái số 2 con giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500k con bao ship toàn quốc. Quá rẻ quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây em ơi. Mai này muốn tiếp luôn Khang ơi. Dạ tiếp theo là mã số 3 cũng là một phôi mai vàng. Cây có cái dốc thú cũng khá là quái nha cô chú anh chị. Rồi cho xin hộp số em ơi. Dạ. Hoành của nó vị trí này là 16. Rồi vị trí đó là 16 của chú anh chị ơi. Chiều cao của nó là 30. Đường kính bầu là 25. Giá cho luôn nha em. Cái mã số 3 con giao lưu của chú anh chị mình giá 600k con bao ship toàn quốc. Bao sống luôn ha em. Dạ. Bao sống bao lâu em? Dạ bao sống của chú anh chị mình 20 ngày. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp lời em ơi. Dạ tiếp theo mã số 4 là một phôi khế găng. Khế găng Bình Minh ha. Dạ khế găng Bình Minh. Đây đúng xuất xứ luôn. Cây có dáng khá quái nha cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành thân của nó vị trí này là 26. Rồi hoành 26 của chú anh chị ơi. Nó đường kính bầu. Đường kính bầu của nó là 35. Rồi đường kính bầu 35. Chiều cao là 59. Giá giao lưu nha em ơi. Dạ cây này cũng giao lưu của chú anh chị mình giá 800k bao ship toàn quốc. Cây có cái dốc thú giống như quái đầu nè cô chú anh chị. Khá là quái á. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo là mã số 5 là một phôi về quế. Lá sắn bung chùm. Cây đế cũng khá đẹp nè cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 27. Rồi hoành vị trí đó là 27 cô chú anh chị ơi. Đường kính bầu của nó là 38. Chiều cao là 52. Giá cho luôn nhiêu em? Dạ cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 750k qua ship toàn quốc luôn. Quá đẹp quá rẻ luôn cô chú anh chị ơi. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 6 con là một cây sọp. Cây sọp ha, dạ, mua cây này về cô chú anh chị. Là cô chú anh chị đầu năm này kia rồi
là có một cái điểm sạp nghe cô chú anh chị. Sạp là sạp tức là tiền đến sạp sạp á. Bo sạp. Rồi cho xin thông số em ơi. Cây có cái giọng rất là quái cho anh chị. Đây nó là một bệ mà nó lên hai thân xong đây nó nối liền lại. Lớn của nó vị trí này là 22. Rồi 22 đại phần nào đại diện của cô chú anh chị. Tổng cộng của nó là 43. Rồi tổng cộng 43. Đường chính bầu là 48. Cây có một cái hai thân mà nó nối lại giống như nối vòng tay lớn hay cô chú anh chị, tạo sự đoàn kết. Rồi giá luôn em ơi. Dạ cây này cũng giao lưu của chú anh chị mình giá 1.400.000 đồng của bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi, tiếp luôn em ơi. Tiếp theo là mã số 7 là một cây linh sam hạt gạo. Cây có giọng khá là quái hay cô chú anh chị, dàn xương rất là mịn. Rồi cho xin thông số em ơi. Dạ. Hoành thân của nó vị trí này là 10. Rồi 10. Tán ngang của nó là 42. Chiều cao là 27. Em xem giọng cho cô chú anh chị thêm tham khảo. Cũ rất là nở nên cô chú anh chị. Giá giao lưu nhiêu cây dạ, này nha. Cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 750k con bao ship toàn quốc. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp em ơi. Tiếp theo là một phôi chiếu thủy chung nu da đen lá nhỏ. Cây này nó có hình thú nha cô chú anh chị. Nhìn cũng khá là quái và thú vị nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 18. Rồi, cho xin chiều cao em ơi. Chiều cao của nó là 24. Ừ. Em đo dốc thú có bao nhiêu em? Em đo dốc thú lưng của nó bao nhiêu? Cái lưng thú của nó là 17. Rồi. Giá giao lưu em ơi. Dạ cái này con giao lưu với cô chú anh chị mình giá 500k con bao ship toàn quốc luôn. Một cái chiếu thủy da đen lá nhỏ nha cô chú anh chị. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo số 9 con là một cây mỹ hồng. Cây được thuần chậu hay em? Dạ cây thuần chậu, cây này có bệ đế cô chú anh chị. Cụ có cụ đế cũng khá quái nha cô chú anh chị, cũng rất là đẹp. Cây được vô nước dây à cô chú anh chị, vì ai có tay nghề á, cô chú anh chị có tay nghề thì có gì chỉnh sửa thêm. Dạ. Báo thông số của chú anh chị mình luôn. Hoành của nó vị trí này là 7. Rồi hoành 7. Chiều cao là 51. Tán ngang của nó là 70. Giá vô luôn em ơi. Dạ cây mỹ hầm con giao luôn với cô chú anh chị mình giá 700k con bao ship toàn quá. Con này không xếp chậu hay em? Dạ không xếp chậu anh. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp theo luôn Khang ơi. Số 10 của con là cây linh sam song hình lá chung. Cây này già cây lắm nha cô chú anh chị. Có hình thú rồi hồi đầu nha cô chú anh chị. Cây được vô dây bẻ sữa rồi, vàng xương cũng khá là dày đặc. Cô chú anh chị nào có tay nghề gì điểm vàng xương đó, cây này sẽ rất là đẹp ạ. Rồi cho xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 15. Rồi hoành 15. Củ đế của nó là 33. Rồi. Chiều cao là 44. Giá giao lưu luôn Khang ơi. Tán ngang của nó là 55. Cây này giao lưu của chú anh chị mình giá 1.100.000 đồng bao ship toàn quốc luôn. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Sao mã số 11 con là một cây sam hai màu. Này là sam gì em? Dạ sam song hình hai màu. Rồi sam hai màu chứ. Xin lỗi. Cái này màu gì với màu gì em? Dạ màu trắng với màu tím. Rồi cây cũng khá là quái nha cô chú anh chị. Dạ, cây đó định hình sẵn này. Vì cô chú anh chị em có nào có tay nghề điện vàng xương nữa là cây rất là đẹp. Rồi xin thông số em ơi. Em quay ngang cho cô chú anh chị tham khảo cái dáng để cô chú anh chị dễ.
Vành của nó là 9. Rồi trong vị trí đó là 9. Em đo nguyên cái cụm đó luôn có bao nhiêu anh? Tổng cụm của nó là 13. Rồi tổng cụm 13 nha cô chú anh chị. Cụ đế cũng khá là đẹp. Cái ngang của nó là 62. Giá vô lô cây này nhiêu anh? Dạ cây này con giao lưu của chú anh chị mình giá 900k, con bao ship toàn quá. Dạ. Có ship chậu không em? Không cây này không ship chậu anh. Rút chậu đó bầu ha. Dạ. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Mã số 12 con là một cây da Nhật. Cây thác đổ nhìn khá là quán vậy cô chú anh chị. Củ đế rất là nở nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 14. Rồi hoành 14. Nhân độ của nó là 54. Cái này giá giao lưu nha em. Dạ cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 900k, không bao ship toàn quốc luôn. Không ship cái lưu ha. Dạ không, cái lô này ship thương lượng anh ơi. Tùy theo gần hay xa em. Dạ dạ. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 13 là một cây cây đỏ lá nhỏ. Cây cũng được vô dây bẻ. Dạ. Sữa cây cũng dạ, sắp thành phẩm nghe cô chú anh chị. À, cô chú anh chị nào có gì có tay nghề á, điểm vàng xương này kia là sẽ cây rất là đẹp ạ. À. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 9. Rồi hoành vị trí đó là 9 của chú anh chị ơi. Chiều cao là 47. Tán ngang của nó là 62. Rồi cây cũ cũng khá là nở nha cô chú anh chị. Giá vô luôn nha em. Dạ cây này cũng giao luôn của chú anh chị mình giá 800k, không bao ship toàn quốc luôn. Không ship chậu ha. Dạ dạ. Rồi đảo cây em ơi. Mã số tiếp theo luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 14 là một phôi nguyệt quế. Lá sáng bông trùm. Cây đế bại cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 19. Rồi hoành 19. Đường kính bầu của nó là 33. Chiều cao của nó là 68. Rồi. Giá vô luôn nha em. Dạ cây này giao luôn cho chú anh chị mình giá 550k, không bao ship toàn quốc luôn. Bao sống luôn nha em. Dạ, bao sống. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 15 là một phôi khế gan. Cây có cành phóng nhìn cũng rất là thú vị cô chú anh chị. Phóng là phóng tới tiền tài và tài lộc nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 22. Rồi ở vị trí đó là 22 cô chú anh chị ơi. Em đo cành phóng từ điểm cành phóng của nó là 50. Rồi 50. Cây giá luôn nha em. Dạ cây này giao luôn của chú anh chị mình giá 450k, không bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 16 của con là một cây linh sam hạt gạo. Cây vàng xương cũng khá mẹn nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 12. Rồi vị trí đó là 12. Chiều cao là 40. Tán ngang của nó là 56. Rồi giá giao lưu em ơi. Cây này cũng giao lưu của cô chú anh chị mình giá 750k, không bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo mã số 17 cũng là một cây sam hạt gạo. Cây có dáng tàn đa cũng khá là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí là 9.
Rồi vành chính. Chiều cao của nó là 42. Tán ngang của nó là 66. Rồi giá giao lưu nha. Em giao lưu với cô chú anh chị mình giá 750k không bao ship toàn quốc. Cũ đây rất là nở nha cô chú anh chị. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp cũng là một cây linh sam hạt gạo. Cây có cái dáng đó, nhìn rất là thông thái nha cô chú anh chị. Dàn xương cũng khá là mịn. Linh sam hạt gạo Tân Phú thì khi ra hoa thì cô chú anh chị không thấy lá đâu. Đặc tính của cây là vậy. Tại lá nó rất là nhỏ. Rồi cho xin hộp số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 10. Rồi 10. Để em đo cái cũ của nó cho cô chú anh chị mình luôn. Cũ của nó vị trí này là 20. Rồi 20. Chiều cao là 30. Tán ngang của nó là 54. Giá giao lưu nha em. Cái này cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá 750k con bao ship toàn quốc. Bao sống ha. Dạ bao sống của chú anh chị mình luôn. Bao rễ chi cành. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp của con là một cây trang đỏ lá nhỏ. Cây có dáng thác đổ nhìn khá quá nha cô chú anh chị. Cây được bẻ sữa. Cái này già cây lắm cô chú anh chị ơi. Rồi xin hộp số em ơi. Em quay nghe cho cô chú anh chị em dễ tham khảo. Ờ đúng rồi. Hoành của nó là 10 mà không trừ xây nhơ mà ra tính vô chú anh chị mình 8 thôi. Rồi. Chiều cao thì tán ngang luôn em ơi. Chiều cao của nó là 33. Tán ngang là 66. Rồi giá giao lưu nha em. Cái này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 850k, không bao ship toàn quốc. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp của con là một cây linh sam sông Hinh. Lá chung. Cây đế 24 giờ luôn nha cô chú anh chị. Rồi cho xin hộp số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 21. Rồi vị trí đó là 21 của chú anh chị. Chiều cao của nó là 42. Tán ngang của nó là 54. Giá giao lưu nha em ơi. Cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 1.800.000 đồng. Cô bao ship toàn quốc. Có ship chậu không em? Dạ không anh. Chậu xi măng này cũ rồi. Lúc chậu. Rồi có bầu cho cô chú anh chị ha. Dạ dạ. Rồi đó cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp theo của con là một cây mai tứ quý. Cái này già cây lắm nha cô chú anh chị. Cây sống khỏe nha cô chú anh chị. Cây đó đâm tược nè. Đâm tược. Rất là mạnh. Đế đẹp cô chú ơi. Đế cuộn cuộn luôn. 24 giờ cho cô chú anh chị luôn. Rồi xin hộp số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 29. Rồi hoành vị trí đó 29. Chiều cao của nó là 120. Rồi. Tổng bề đế của nó vị trí này là 119. Rồi. Đường kính mặt bao bao nhiêu em? Đường kính bầu của nó là 45. Rồi giá giao lưu em ơi. Cái này giao lưu của chú anh chị mình giá 1.300.000 đồng của bao ship toàn quốc. Một cây mai tứ quý đế 24 giờ chỉ có 1.300.000 đồng bao phí ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn ạ. Cây đã sống khỏe, bao sống nhiều lâu em? Dạ bao sống của chú anh chị mình 20 ngày. Rồi, đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo là mã số 22 con là một phôi khí gan. Cây có cành hồi cũng khá là quái nha cô chú anh chị. Rồi xin hộp số em ơi. Hoành của nó con đo được cái vị trí này là 18. Rồi 18. Đường kính bầu của nó là 28. Rồi đường kính bầu 28. Dáng đổ của nó là 33. Cái này con giao lưu với cô chú anh chị mình giá 350k con bao ship toàn quốc luôn. Quá rẻ luôn cô chú anh chị, nội tiền ship không là hết trăm mấy rồi. Cái cây này còn có trăm mấy á. Rồi đổi cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo cô em là một phôi hoa giấy.
sắc pháo, cây dốc thú khá quái rồi anh chị ơi, một cái cành đổ nhìn tuyệt vời. Rồi xin thông số em ơi, cây không quết một nát nào luôn, sắc pháo mà không có một cái vết tì vết nào hết cho nghe cô chú chị. Hoành thân của nó con đo vị trí này là 27. Rồi đo hai ba vị trí rồi cô chú chị em tham khảo đi, em xích lên đó chút xíu. Xích lên đây nó hơi lớn, xích lên đây cũng 27 luôn. Rồi 27. Rồi em đo cái dốc thú từ điểm tới mặt bầu luôn em, tới cái đỉnh cuối cùng á. Ờ. Dốc thú của nó là 35. Rồi, đo tổng cái cành đổ nó xuống nha. Đổ á. Đổ nằm tới dưới em, dưới. Ừ đúng rồi. Tổng cành đổ của nó là 38. Từ điểm đó tới đó là 38 ha. Dạ, đúng. Cây sát khá là to nha cô chú anh chị. Hoành cái thân đó ha. Dạ, hoành thân này của nó. Cái thân thú của nó. Dạ. Tại vì chỉ này là 23. Rồi. Giá giao lưu cây này nhiêu em? Cây này giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.300.000 đồng, con bao ship toàn quốc luôn. Cái này em thấy mặt bông cho em. Dạ thấy mặt bông rồi anh. Rồi cô chú anh chị nào chưa có biết về mặt bông của cây sát pháo này thì có gì liên hệ với Khang, số dạ, điện thoại giao lưu em. Liên hệ số điện thoại con là 0776547672, đó cũng là số giao lưu của con. Rồi. Đổ cây em ơi. Tiếp luôn em ơi. Tiếp của con là một phôi hoa giấy cũng sát pháo luôn. Cây này có dáng quái nha cô chú anh chị. Cái dốc thú đang đang nằm ngoái đầu này cô chú anh chị. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 23. Rồi, hoành vị trí đó là 23 cô chú anh chị ơi. Dạ. Rồi em đo cái mình thú đó nha. Mình thú của nó là 28. Rồi, chiều cao nó là nhiêu em? Chiều cao của nó là 52. Rồi giá giao lưu em ơi. Giao lưu với cô chú anh chị mình giá 1.100.000 đồng, bao ship toàn quốc. Sắc pháo mà không có tì vết nào hết cho nghe cô chú anh chị, không có một cái điểm lỗi nào hết. Rồi, đổ cây em ơi. Tiếp luôn Khang ơi. Tiếp theo mã số 25 cũng là mã số cuối cùng của con là một phôi khí găng. Cây sống khỏe cây cơ cô chú anh chị. Cây lắm anh. Rất là già, đế không khỏi chê. Rồi xin thông số em ơi. Hoành của nó vị trí này là 38. Rồi 38, tính với cô chú này 37 thôi. Dạ. Chiều cao của nó là 76. Rồi giá giao lưu em ơi. Cái này cũng giao lưu với cô chú anh chị mình. Giá là 2.100.000 đồng, qua ship toàn quốc. Rồi cuối video clip có lời nào nói với cô chú anh chị em ơi. Cô chú anh chị một buổi tối vui vẻ bên gia đình. Rồi Khang cũng chào cô chú anh chị. Rất mong cô chú anh chị gần xa xem kênh ủng hộ ạ. Kênh Hào Bông Sai, Trung Hiếu Bông Sai xin mến chào cô chú anh chị. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những video tiếp theo ạ. Em xin mến chào và mến chào.